Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình kỳ này sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tại Đà Nẵng vừa diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2021-2025. Cứ vào vụ tháng chạp đến trung tuần tháng 3 hàng năm, ngư dân ở vùng biển bãi ngang thành phố Đà Nẵng lại tập trung đánh bắt gần bờ và trúng đậm nhiều loại hải sản, đặc biệt là ruốc biển. Nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, các địa phương ven biển miền Trung đã và đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả luật thủy sản, ngăn chặn xử lý kịp thời có hiệu quả tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU để gỡ thẻ vàng IUU. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 3 tại Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với người dân giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp 5 nội dung, gồm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, giúp ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và phối hợp thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền, dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây có thể nói là một chủ trương hết sức đúng đắn, có nhiều ý nghĩa để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh biển đảo, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố và lực lượng cảnh sát biển trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trật tự và an toàn biển đảo của Tổ quốc. Để chương trình phối hợp thực sự hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp và các quận ven biển thành phố quán triệt triển khai thực hiện chương trình, xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng trong công tác dân vận, có ý nghĩa thiết thực với người dân thành phố Đà Nẵng. Thành ủy Đà Nẵng và Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng cam kết triển khai chương trình phối hợp đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, thiết thực, tránh hình thức. Hôm nay, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển rất vui mừng, phấn khởi khi cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là tỉnh thành thứ 12 ký kết chương trình này. Thông qua ký kết, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân sẽ mang tính pháp lý lâu dài, bền vững nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động của chương trình để góp phần nâng cao nhận thức về tình hình biển đảo, về pháp luật cho cán bộ đảng viên, nhân dân, ngư dân của thành phố, nhất là các xã huyện đảo, để cảnh sát biển là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã trao tặng 200 suất quà cho ngư dân Đà Nẵng. Cùng với các đơn vị trong toàn quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành nhận quân năm 2021 tại các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam. Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành, sau lễ giao nhận quân trang trọng với sự có mặt của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã nhanh chóng làm các thủ tục tiếp nhận 70 thanh niên con em các địa phương huyện Núi Thành trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam của Bộ Tư lệnh Vùng được nâng lên. Trong đó, tỷ lệ thanh niên tuổi đời dưới 25 tuổi chiếm trên 98%, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 55%, trình độ trung cấp cao đẳng đại học đạt 0,6%.
Tại các địa điểm nhận quân, cán bộ quân y của Bộ Tư lệnh vùng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đảm bảo giãn cách, đo thân nhiệt, khử khuẩn, cấp phát khẩu trang y tế cho các tân binh ngay khi lên xe về đơn vị. Tại tiểu đoàn 355 vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã tiến hành giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới của Bộ Tư lệnh vùng nhập ngũ năm 2021. Tại buổi học tập, đại diện phòng chính trị Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đã giới thiệu cho 170 chiến sĩ mới về truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam qua 22 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 trong 17 năm qua. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị cho chiến sĩ mới những kiến thức về truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng, những chặng đường lịch sử vẻ vang, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn biển đảo của Tổ quốc. Qua đó khơi dậy niềm vinh dự tự hào cho các đồng chí chiến sĩ mới được học tập công tác tại Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, góp phần giúp chiến sĩ mới yên tâm công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển, xây dựng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 vừa tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề Sĩ quan trẻ vững niềm tin, nâng cao ý chí, năng động, sáng tạo, xung kích, quyết thắng. Tại chương trình, các sĩ quan trẻ được trao đổi trực tiếp với thủ trưởng đơn vị những vấn đề về thuận lợi khó khăn tác động đến đội ngũ sĩ quan trẻ, cơ chế chính sách trong xây dựng phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ, thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, văn hóa, rèn luyện, kỷ luật, giải pháp xây dựng phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ trong giai đoạn hiện nay, đề xuất kiến nghị các chủ trương giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần dân chủ, mạnh dạn, cởi mở, chân thành, tâm huyết của các cán bộ sĩ quan trẻ, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ sĩ quan trẻ học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và cống hiến. Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2021 là một trong những nội dung trọng tâm nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng thanh niên và hướng tới kỷ niệm chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị, cứ vào vụ tháng chạp đến trung tuần tháng 3 hàng năm thì ngư dân ở vùng biển Bãi Ngang thành phố Đà Nẵng lại tập trung đánh bắt gần bờ và trúng đậm nhiều loại hải sản, đặc biệt là ruốc biển hay còn gọi là con moi, con tép biển. Những khoang thuyền đầy ắp ruốc tươi cập bến không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn tạo niềm hứng khởi cho ngư dân. Ruốc biển có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon và cũng là nguyên liệu chính tạo ra vị mắm đặc trưng của người miền Trung là mắm ruốc. Bãi Ngang dưới chân bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà là địa điểm tập kết mua bán của thương lái và ngư dân sau một đêm đánh bắt. 5 giờ 30 phút sáng, những thúng ghe đầu tiên mang theo hàng tạ ruốc biển tươi đã cập bến. Thương lái muốn thu mua ruốc biển phải đến từ sớm để đợi bạn thuyền. Theo ghi nhận, giá ruốc biển tươi từ 35 đến 40.000 đồng một kg, ruốc nhỏ từ 7 đến 10.000 đồng một kg, ruốc làm mắm trung bình 15.000 đồng một kg. Mấy năm đã nhiều mà năm nay thấy dân mình làm ăn cũng vất vả lắm. Nhưng mà làm có rút năm 20, 25 thôi. 4 giờ chiều người ta đi là 5 giờ sáng người ta vô. Vô là rút tươi nó là người ta bán cho mấy người đi chợ. Còn rút mắm nó là em cứ mua. Thành ra rút tươi là cũng phải là 3-40 nghìn ký. Còn rút mắm em căng là 15-20 nghìn, 17 nghìn một ký cũng có. Theo nhiều ngư dân, thời điểm này rất được mùa, ruốc thường xuất hiện và đi từng luồng theo những con sóng gần bờ, rất dễ đánh bắt. Chất lượng ruốc lại ngon nhất trong mùa, nên nhiều người dân đã tập trung mọi nguồn lực để khai thác. Trung bình mỗi thuyền có từ 2 đến 3 lao động, thu lãi từ 700 đến 1 triệu đồng một người. Có thời điểm thu nhập từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng một ngày sau khi đã trừ chi phí. Cái cần ở đây, cái là rút cũng vào thôi. Có rút lần chân vào. Có hồi có lâu rút qua tía thì là coi như có hồi gặp cái tía là 10 rổ, 15 rổ. Mấy bữa thì được có thấy là có hồi có ghe là được tạ, vừa tạ là vô mắm. Rút tươi cập bến bao nhiêu, thương lái mua hết bấy nhiêu, thậm chí có những ngày rút không có để bán. Mặc dù mùa rút năm nay muộn hơn so với mọi năm,
nhưng lượng ruốc đánh bắt vẫn ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân Đà Nẵng. Ngoài việc dùng làm thực phẩm tươi sống, ruốc tươi được người dân sử dụng làm nguyên liệu chính để chế biến xay thành ruốc bột, ruốc chua hoặc làm nên loại mắm truyền thống của Đà Nẵng. Thưa quý vị, nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là khai thác IUU, các địa phương ven biển miền Trung đã và đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả luật thủy sản, tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản, ngăn chặn xử lý kịp thời có hiệu quả tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU để gỡ thẻ vàng IUU. Qua thời gian dài được các cơ quan chức năng tuyên truyền phổ biến các quy định IUU cũng như áp dụng các biện pháp xử lý mạnh, hầu hết người dân tại khu vực miền Trung đã tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi khai thác hải sản. Ông Lê Văn Khang cùng các thuyền viên của mình vừa trở về sau chuyến biển dài ngày và việc đầu tiên ông làm ngay khi tàu cập cảng là lên bờ để nộp nhật ký khai thác theo quy định. Việc làm này giờ đây đã trở thành thói quen không chỉ với ông Khang mà còn của hầu hết người dân khi cập cảng tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng. Bởi nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ thì tàu sẽ không được đưa hải sản lên bờ. Con người đi biển là ai cũng ghi rõ ràng hết. Không ai mà ghi xưa đó là sao mà được. Tại vì trong cái giám sát hành trình nó tới giờ có bút trong đó là gì họ bật lên họ biết liền không. Mà mình phải là ghi đúng theo là nhà nước đưa ra. Lánh cho là ghi nhật ký đánh bắt từ ngày 1 mà cái khi tàu mình ra tới đó ngay chỗ đó luôn, tại đó luôn. Và là cái thiết bị hành trình đó là giám sát cái tàu mình đó tới chỗ đó. Thì mình lo mình là gì là mình mới không vi phạm được. Không chỉ chấp hành nghiêm việc ghi và nộp nhật ký khai thác, những năm gần đây, người dân tại khu vực miền Trung luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong suốt quá trình đánh bắt, đặc biệt là quy định bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 để các cơ quan theo dõi quản lý. Sợ bị phạt, mình mở hoài luôn mà, mình mở là tem bóng chim bóng luôn. Mở mía, cầu mua chạy về nhà đậu xô bóng có đi khoác đầu vít tét. Âu Thuyền Thọ Quang là nơi cập bến của hàng ngàn tàu cá trong khu vực. Mỗi chiếc tàu khi cập cảng đều được lực lượng chức năng kiểm tra thực tế. Chỉ khi hồ sơ xác nhận nguồn gốc hải sản đáp ứng được yêu cầu thì ngư dân mới được phép đưa hải sản lên bờ tiêu thụ. Trong trường hợp tàu cá vi phạm sẽ không được cấp phép tiêu thụ. Tất cả tàu thuyền mà khi về cảng thì đều phải khai báo thông tin cho cảng cá. Những tàu nào mà đảm bảo đúng quy định thì văn phòng đại diện sẽ chuyển lại thông tin cho cảng cá để mà cảng cá cho bốc dỡ hàng thủy sản lên cảng. Với hàng loạt các biện pháp đang được các cơ quan chức năng tuyên truyền cũng như đã và đang triển khai, cho thấy quyết tâm của Đà Nẵng trong việc cùng các bộ ngành địa phương khắc phục thẻ vàng của EC áp dụng đối với thủy sản Việt Nam. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những kiến thức về biển đảo trong một hỏi đáp kiến thức pháp luật. Câu hỏi, ý nghĩa việc phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trả lời, ý nghĩa của việc phân định vịnh Bắc Bộ, sự kiện quan trọng đối với nước ta cũng như quan hệ Việt-Trung, góp phần tích cực vào việc củng cố hòa bình và ổn định, tạo điều kiện cho chúng ta tập trung sức lực vào việc xây dựng và phát triển đất nước. Giải quyết dứt điểm được vấn đề thứ hai trong ba vấn đề biên giới lãnh thổ tồn tại lâu nay với Trung Quốc. Lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có một đường biên giới trên biển rõ ràng. Xác định rõ phạm vi và tạo ra một khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng thuận lợi cho việc mỗi nước bảo vệ, quản lý, sử dụng, khai thác, phát triển kinh tế, các vùng biển và thềm lục địa trong vịnh Bắc Bộ. Câu hỏi, Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ có nội dung chủ yếu gì? Trả lời, các nội dung chủ yếu của Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ gồm xác định vùng đánh cá chung nằm dưới vĩ tuyến 200 bắc có bề rộng 30,5 hải lý tính từ đường phân định ra hai bên, rộng khoảng 33.500 km2, chiếm khoảng 27,9% diện tích vịnh Bắc Bộ. Phạm vi của vùng đánh cá chung được giới hạn bởi các điểm có tọa độ địa lý rõ ràng được xác định trên tổng đồ vịnh Bắc Bộ. Xác định vùng đệm cho tàu thuyền đánh cá loại nhỏ ở cửa sông Bắc Luân với bề rộng 3 hải lý tính từ đường phân định ra mỗi bên và chiều dài 10 hải lý. Xác định vùng giang xếp quá độ cho phép tàu cá của hai bên được tiếp tục hoạt động nghề cá trong thời hạn 4 năm ở vùng nước phía bên kia. Vùng này rộng khoảng 9.000 km2. Các bên hàng năm phải giảm dần số lượng tàu đánh cá của mình ở vùng nước phía bên kia và chấm dứt đánh bắt trong thời hạn 4 năm kể từ ngày Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc có hiệu lực ngày 30 tháng 6 năm 2004.
Thưa quý vị, chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của chương trình.